Xin kính chào toàn bộ quý khách hàng thân thương. Và bên cạnh lĩnh đây chính là xe tải Hyundai N250SL, rất là chất lượng, tải trọng lên đến 2 tấn 4. Và phiên bản chúng ta có thùng hàng dài lên đến 4m32 chiều dài lốt lông. Với dòng xe tải Hyundai thì chất lượng là thứ không thể bàn cãi đến nữa. Đây là một chiếc xe vô cùng chất lượng trong phân khúc chúng ta có thể đi vào thành phố, với tổng tải là 4 tấn 995. Và điều đặc biệt là con xe này với thiết kế thùng bựng nhôm nha quý khách hàng, quá chắc chắn và quá chất lượng luôn. Chiều dài thùng của chúng ta là dài 4m32 đấy, chiều dài lọt lòng ha quý khách hàng. Thiết kế của chúng ta gồm có bản lề cộng lương với chất liệu là inox 304 vô cùng cứng cáp, cùng với đó là trang bị cản hông của chúng ta cũng bằng inox đấy, một con xe quá chất. Cùng với đó thiết kế bạc chúng ta bằng theo kiểu Đà Lạt nha quý khách hàng, rất dễ dàng luôn, mở chúng ta mở bẩn không cần phải dây gút, rất là tiện lợi luôn. Và thiết kế của chúng ta được chiều ngang là 1m8 quý khách hàng, và chiều cao được 1m68. Đây là kích thước của thùng xe Hyundai N250SL phiên bản thùng nhôm inox 304. Inox 304 bẩn nhôm rất là chất lượng, quá chất lượng luôn. Nhìn xe là thấy mê ha quý khách hàng. Và lốp xe của Hyundai thì chúng ta đã biết rồi, lốp trước và lốp sau không đồng nhau. Lốp sau là phía sau bánh đôi và cỡ lốp là 5.5R13 ha quý khách hàng. Và phía trước là chúng ta đi cỡ lốp là 6.5R16. Lốp lớn hơn ha. Chúng ta có thể quan sát cái trong lòng thùng. Đây, sàn phẳng ha. Phía trước thì chúng ta được làm bằng miếng inox chập lá me ha quý khách hàng. Rồi, chúng ta cùng tiến vào nội thất. Xe chúng ta là có 3 chỗ ngồi. Đây, kính chỉnh điện, lấy cửa. Kính chỉnh điện lấy cửa đầy đủ, loa. Vô lăng xe hai cháu rồi quý khách hàng. Đấy. Rồi, chúng ta để cho lên đi. Đấy, đồng hồ xe. Máy lạnh đầy đủ. Mở lửa. Okay, ha. Xe mình đi 6 số tiếng à. 6 số tiếng một số lùi à. Che nắng gương đèn để đâu. Và để mình nổ máy xe ha. Xe Hyundai thì cái là khi mình nổ mình phải dậm côn. Dậm côn là mới nổ được ha quý khách hàng. Rồi. Nó rất là an toàn. Tiếng nổ rất là êm ha. Đây. Xe mình đã nổ đấy quý. Ok, giờ mình sẽ cho mình mở cái cabin ly. Chúng ta xem cái động cơ ha. Xe nổ thì rất là êm. Thì động cơ này máy Hyundai đi 4 CB ha. Thể tích thì chỉ 2.497 thôi. Mà Hyundai chất lượng an tâm, máy móc bảo hành 3 năm là 100.000 km. Nằm trên cái thùng này nữa thì tuyệt vời luôn rồi. Với con xe này thì quý khách hàng đánh giá như thế nào ạ? Giá cũng phải rất là cao luôn, nhưng mà nằm trên một chiếc xe rất là chất lượng để đầu tư. Xe này vẫn hỗ trợ trả góp cho ngân hàng. Anh em chúng ta là xe này nếu mà trả trước được khoảng 150 triệu đi, là còn lại ngân hàng hỗ trợ cho vay. Nhận xe rất là đơn giản luôn, đóng thùng theo yêu cầu. Đây ví dụ phiên bản này là phiên bản thùng nhôm inox 304, chứ còn ngoài ra là bên mình có đóng thùng theo yêu cầu quý khách hàng ha. Xin cảm ơn.